Hoàng Thắng, kênh chủ đề săn bắt giải trí phiêu lưu. Bấm đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi video mới nhất nhé. Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh chủ đề săn bẫy giải trí phiêu lưu. Mình là Hoàng Thắng, nay lại dẫn anh em đi bẫy chim cút rừng này anh em ạ. Hiện tại Thắng mới đến bãi bẫy anh em ạ, vừa mới thấy một địa điểm rồi. Giờ thì mới đặt lục xuống thì chuẩn bị gài ra xong là mang ra ngoài kia bẫy rồi quay clip cho anh em xem đây. Thì hôm nay cùng anh em bẫy kèo này anh em nhá. Như mỗi khi thì hôm nay cũng vẫn đánh một lụp anh em ạ. Nếu mà gặp con nào nó khôn quá thì mình lại lại chuyển thế bẫy hai lụp luôn anh em ạ. Đó. Vẫn như mỗi khi thôi. Nói chung là bẫy cút thì nó đơn giản lắm anh em ạ. Không có gì khó cả. Đó. Như Thắng bẫy giải trí thì chủ yếu là quay clip đăng lên kênh, chia sẻ lên kênh cho anh em xem giải trí thôi. Còn bẫy hủy diệt như anh em bắt liền về chiên thì quá đơn giản anh em ạ. Thêm một hai cái thòng hoặc là cái cung thì bắt lẹ luôn, không phải bẫy lụp nữa anh em. Đó. Rồi anh em nhá. Giờ thì mình sẽ xách cái lồng này vào cái chỗ bãi trong này anh em ạ. Nãy Thắng có làm địa điểm đấy, gần gần chỗ tay Thắng chỉ kìa. Vừa mới làm cái chỗ để đặt cái lụp ở đây anh em ạ. Rồi ok, anh em cùng Thắng ra chỗ đằng xa ngoài kia anh em nhá. Đó. Đây anh em ạ. Đây, chỗ này là chỗ quang quang này anh em ạ. Chỗ này châu bò nó đi qua đây. Nay Thắng đang ở rìa rừng này anh em ạ. Đấy. Ở khu này toàn rừng thôi. Đó anh em. Bãi này khá là lý tưởng đây. Không biết là có chim không nhưng mà Thắng thấy địa điểm này đẹp quá nên đặt lụp xuống để bẫy thử anh em ạ. Nếu chim về thì hy vọng là này lại có kèo thơm cho anh em xem giải trí đây. Đó. Thắng vừa đặt lụp xong rồi ra anh em nhá. Giờ thì Thắng cùng anh em ngồi ra ngoài đằng kia xa xa để quay lại xem cảnh chim cút bổi nó về, nó quần chim mồi với như nào anh em nhé. Rồi, ok.
nó mổ ngoài trời ra. Đó, cuối cùng dính anh em ạ. Hồ đến mấy dính anh em ạ. Đó, phải đánh hai lụp ấy anh em. Lụp đầu thì nó không dám xô vào mổ, bây giờ phải chơi lụp hai anh em ạ. Đấy anh em ạ, con này thực sự là quá là khôn luôn. Mình đánh một lụp thôi nhưng mà nó không dám xô vào. Hăng thật đấy, nhưng mà về thì con chim mồi mình nó không dám cựa quậy, đâm ra nó không dám vào luôn anh em. Đây, mày phải đánh hai lục luôn mới được ấy. Này, nói chung là khôn ghê anh em ạ. Nhìn cái mặt này, biết anh em. Đó, hàng thật nhưng mà nó không dám sổ vào những con như con kia anh em ạ. Đấy, này phải đánh hai lục mới bẫy được nó đấy. Nếu mà không đánh hai lụp thì chắc con này không bắt được, bởi vì nó không dám sổ vào mổ. Nó sợ cái lụp với lại sợ con mồi anh em ạ. Con mồi hôm nay đi không dám đứng lên nữa. Nhát quá, sợ quá. Con này nó nói chung là con mồi này nó quá là ghê gớm, đâm ra là con mồi nó không dám đứng lên luôn. Rồi. Ok anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã bỏ thời gian theo dõi hết clip này. Anh em thấy clip hay, nhớ để một like, chia sẻ và bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Thắng nhá. Để Hoàng Thắng có thêm động lực đi quay những clip hay chia sẻ lên kênh cho anh em xem giải trí anh em nhé. Rồi, cuối cùng thì Hoàng Thắng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Bye bye anh em nhá. Ok.